Ford Everest Wildtrak, đúng màu của Wildtrak luôn, đúng form, đúng chất của Wildtrak với một cái form màu vàng lắc đặc trưng của Wildtrak. Thì với cái Ranger Wildtrak chúng ta đã thấy rất là nhiều trên thị trường Việt Nam rồi, nhưng với Everest Wildtrak thì đây là một phiên bản mới ra mắt ở thị trường Việt Nam hồi tháng 5 năm 2023. Và Everest Wildtrak ra một màu vô cùng đặc trưng, đó là màu vàng lắc, trông rất là đẹp, rất là nổi bật và nó rất là độc đáo khi di chuyển ở ngoài đường. Với các cái thiết kế mới, màu mới, form mới, body mới, đây là một chiếc xe thực sự đáng mua trong phân khúc phiên bản cao cấp nhất của Ford Everest đang được bán tại thị trường Việt Nam. Về option thì nó ngang bằng với cái phiên bản Everest Titanium 4x4, nhưng mà nó sẽ có khác biệt về bên ngoài, về body. Và bây giờ thì mời quý vị cùng xem qua một vòng về chiếc xe này, sau đó thì tôi sẽ đi giới thiệu chi tiết từng cái option và cũng như là quay rõ cận cảnh những cái trang thiết bị ở trên cái phiên bản này nhá. Sơ bộ về cái phiên bản Ford Everest Wildtrak thì chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có giá bán là 1.499 triệu đồng. Chiếc xe thì được trang bị động cơ 2.0, máy dầu công suất là 210 mã lực Biturbo, hộp số tự động 10 cấp và cần số điện tử. Các trang thiết bị an toàn được trang bị như là phanh khẩn cấp, phanh khoảng cách, giữ lệch làn, camera 360 độ đầy đủ. Đó là những cái trang thiết bị cơ bản ở trên cái phiên bản Everest này. Nó tương đương với chiếc Everest Biturbo 2 cầu đã bán ở thị trường Việt Nam từ cuối tháng 8 năm 2022, nhưng với phiên bản Wildtrak thì nó mới được bán ra tại thị trường Việt Nam từ tháng 5 năm 2023. Và với những cái trang thiết bị option thì như nhau, nhưng mà về body bên ngoài thì nó sẽ khác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi xem với cái thiết kế ở bên ngoài của chiếc Everest Wildtrak này quý vị nhé. Nhìn chính diện từ phía đầu xe Wildtrak, chúng ta có một thiết kế không liền khối, không liền mạch, và chúng tách rời hẳn hai phần ra, phần mặt ca lăng và phần tai xe. Thì hai cái phần này nó tách rời nhau. Thì đặc trưng của Wildtrak đó là phần mặt ca lăng to và nó được sơn màu ghi xám. Thì riêng với cái màu ghi xám như thế này, nó mang đến một cái cảm giác, một góc nhìn rất là khỏe khoắn cho chiếc xe này. Đi kèm với nó thì cái cụm đèn pha chữ C này, mặt ca lăng to nó ăn khớp vào với nhau, nó tạo thành một cái khối không liền mạch nhưng lại rất là bắt mắt quý vị ạ. Đó, đây quý vị có thể trông thấy, nhìn góc nào chúng ta cũng rất là có thiện cảm với cái xe này. Ở phần nắp cabo của xe thì chúng ta có chữ Wildtrak. Wildtrak này được thiết kế là cách điệu sơn màu đen, nhưng mà lại đen nhám chứ không phải là đen bóng. Nó được dán, tuy nhiên thì nó được dán trên nắp cabo. Cùng với đó thì trên nắp cabo chúng ta có rất là nhiều cái đường gân dập nổi ở trên này. Nó mang đến một cái cảm giác rất là khỏe khoắn ở trên phần đầu xe. Đấy là về cái thiết kế về góc nhìn. Còn về công nghệ thì ở đầu xe của Wildtrak này cũng rất là nhiều công nghệ. Chúng được trang bị cụm đèn LED ma trận. Cụm đèn này thì rất là hiện đại khi chúng được tích hợp các cái công nghệ như là tự động bật tắt, tự động pha cốt, tự động mở rộng góc chiếu. Ở phía dưới thì chúng ta có cụm đèn sương mù cũng dạng LED. Hệ thống an toàn ở đầu xe thì rất là đầy đủ với 6 cảm biến ở phần đầu xe, trong đó thì 4 cảm biến chính giữa là cảm biến va chạm, 2 cảm biến ở phía bên là cảm biến hỗ trợ cho ghép song song và lùi trường tự động. Ở chính giữa của mặt ca lăng thì chúng ta có thêm cái radar. Đây quý vị trông thấy radar hỗ trợ cho cái tính năng là giữ khoảng cách với xe trước. Về cái tính năng nó liên quan đến an toàn ở phần đầu xe, vừa đẹp và vừa rất là đầy đủ. Quý vị có thể có công nhận với chúng tôi cái điều này không ạ? Everest Wildtrak nó là một cái sản phẩm tương đối thành công của Everest tại thị trường Việt Nam tính đến thời điểm này, và luôn luôn trong cái tình trạng cháy hàng. Tôi đang quay cái video này vào thời gian khoảng độ 4 giờ 30 chiều, khi mà cái ánh nắng nó tương đối là phức tạp, để quý vị có thể trông rõ đầy đủ các cái góc nhìn của chiếc xe, nó lên màu như thế nào, nó lên màu đẹp như thế nào. Đó, đây là ở góc sáng này. Góc sáng thì cái màu nó rất là tươi. Sang bên phần góc đằng sau, khi mà màu nó hơi tối một chút thì nó đã rất là lì. Đó, rất là đẹp và đầy đủ các cái gam màu để chúng ta có thể là xem rất là kỹ càng. Đó là màu. Còn đi chi tiết sang bên phần bên sườn xe một chút. Sườn xe thì cái la răng này rất là đẹp, và tôi rất là thích cái la răng này. Nhìn la răng nó phải thế này chứ. Đấy, vừa hoa văn đẹp này, rồi cái thiết kế, cái phối màu nó cũng rất là ok. Phay này, sơn đen bóng này. Đấy nó mới là một cái thiết kế tuyệt vời của Everest Wildtrak. Tiếp tới thì các cái chi tiết nó đều được mang một cái hơi hướng lì, chìm, sơn màu ghi xám. Cái màu ghi xám thì luôn luôn là nó mang cho một cái cảm giác chúng ta là nó khỏe khoắn và nó rất là lì lợm cho chiếc xe này. Ở phần mang cá đây, mang cá thì chúng ta cũng có mang cá màu ghi xám, có chữ Biturbo màu đen. Với Everest Wildtrak thì cái tông của nó là tông màu cam và màu đen. Đấy, các cái thiết kế không cam thì đen, không đen thì cam. Mặc dù màu xe có thể là, màu xe thì nó rất là nhiều màu, có đen, trắng, đỏ, cam. Đấy, và chiếc này chiếc màu vàng, màu cam hay là màu vàng lắc cũng vậy. Đây là gương chiếu hậu của xe. Gương chiếu hậu thì được màu xám này. Có các cái tính năng của nó thì nó có đèn LED xi nhan trên gương, nó có camera 360 độ, nó có đèn soi bước chân ở đây. Đó. Bên phần cánh cửa xe thì đây là tay nắm cửa. Tay nắm cửa thì nó cũng giống như Everest bình thường thôi, đều có cảm biến. Nhưng với Everest Wildtrak nó sẽ khác Everest Titanium ở một điều như thế này. Với cái cảm biến này, ở trên này nó là nút chìm. Đấy, còn với Everest Titan thì nó là nút nổi cứng, nó kiểu một cái nốt ruồi, nó nổi hẳn ra. Ở phần dưới thì bậc bước chân không có gì giống nhau. Đấy, bậc bước chân đây có nẹp mà mạ, nhìn nó cũng tương đối là đẹp. Và trên lóc xe, thì chúng ta có một cái thanh giá nóc thể thao. Một cái giá nóc thể thao này tương đối là đặc biệt khi mà nó có cái khoảng hở ở đây. Nó có khoảng hở ở đây thì nó cho chúng ta một cái cảm giác là trông nó cái thanh giá nóc này trông nó to hơn. Và cái khoảng hở này thì nó giúp chúng ta có thể là thiết kế thêm được những cái thanh giá nóc mà không bị chạm vào trần. Nó giống như nó khác so với cái phiên bản Titanium hai cầu. Titanium hai cầu là thanh giá thể thao nó chìm hẳn xuống. Đây là cũng là một điểm khác biệt mà trông nó cũng khá là đẹp mắt và dễ nhìn. Tiếp tới chúng ta sẽ đi tới phần đuôi xe. Thì trong video này tôi sẽ không cân màu và không chỉnh màu, để màu nó có như thế nào thì nó sẽ lên như thế quý vị nhá. Đây là màu thực tế và đang được quay ở trên một chiếc máy ảnh rất là đắt tiền, thế nên là màu nó sẽ rất là chuẩn. Tôi sẽ không cân màu cho chiếc xe, cho cái video clip này. Đó, chỉ có là sáng tối thêm một chút thôi. Đây là phần đuôi xe. Đuôi xe thì cũng với một cái thiết kế tương đối là hoàn hảo, với cụm đèn chữ Everest này, cụm đèn LED full LED 3D này của đèn đằng sau này. Đấy, ở dưới thì chúng ta cũng có tới 6 cái cảm biến và chúng ta có chữ 4x4 thể hiện cho chiếc xe hai cầu. Chúng ta có chữ Wildtrak đặc trưng của Everest Wildtrak. Đó, đây quý vị có thể trông thấy. Tôi sẽ quay gần, quay xa. Video này thì nó mang tính chất là giới thiệu về thiết kế nhiều hơn là về kỹ thuật, bởi vì kỹ thuật những cái video này tôi đã quay quá nhiều rồi. Ở đằng sau này chúng ta có camera lùi này, tất cả các cái chi tiết như thế này đều là màu xám. Đó. Đây, cốp điện. Chúng ta có cốp điện này, chúng ta có đá chân mở cốp này, chúng ta có mở cốp bằng chìa khóa rảnh tay này, đầy đủ hết. Hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ ba của chúng ta là gập điện quý vị nhá. Đó, đó. Ta có một cái thiết kế truyền thống của Everest, hàng ghế thứ ba gập phẳng. Nó thêm cái không gian để cho chúng ta chở đồ, cũng như là có những chuyến đi chơi xa thì chúng ta có thể cho trẻ em chúng ta nằm ở trên này được. Thêm đệm cao su nữa. Và rất là ở đằng sau này thì nó cũng tương đối là đầy đủ. Ví dụ như là chúng ta vẫn có ổ sạc này, đầy đủ này. Đấy, ở dưới này thì chúng ta có chỗ để đồ, có ngăn để giày dép, để đồ thay lốp dự phòng. Đó, đằng sau là như vậy. Nội thất của Everest Wildtrak nó sẽ mang đến nhiều cảm xúc hơn cho chúng ta so với cái phiên bản Titanium hai cầu, khi mà chỉ có những cái điểm nhỏ thôi nó mang lại những cái cảm xúc tốt hơn khi chúng ta sử dụng xe. Đó là những cái đường chỉ khâu màu cam này. Đó là màu cam này. Đấy, dưới này. Đấy, những cái đường chỉ khâu màu cam. Đấy, rồi cái vị trí đóng mở cửa thiết kế mới này, bọc da này, bọc da. Đấy, những cái vết phay này này, những vết phay này nó là phay rất là chìm, phay nâu chìm, phay màu ghi chìm. Đó, nó mang đến một cảm giác, cái cảm xúc sử dụng ấy. Chúng ta ngồi lên xe chúng ta cảm thấy rất là thích thú hơn. Đấy, còn ở trên phần ghế của xe thì cũng vậy thôi. Ghế thì là được ghế bọc da này, rồi ghế cũng có các đường khâu chỉ này. Đấy. 10 người tôi có hỏi thì 9 người thích nội thất của Everest Wildtrak. Mặc dù là cái phiên bản Wildtrak này nó cũng chỉ đắt hơn cái phiên bản Titanium kia là có hơn 30 triệu thôi. Thế nhưng mà vì là nó ít xe, thành thử ra là mọi người lại phải mua cái phiên bản kia. Còn nếu như mà có thì có lẽ là rất là nhiều người sẽ lựa chọn cái phiên bản Everest Wildtrak này. Đấy, về cái ngoại thất và cái nội thất của nó. Đó, quý vị có thể trông thấy. Thì nếu như mà có quý vị muốn xem xe trực tiếp thì có thể đến đại lý của chúng tôi Ford Thăng Long thì chúng ta sẽ xem được những xe xem chi tiết hơn, bởi vì trong góc quay này có những cái xe mới này chúng tôi không dám bóc ni lông ra. Đó. Ở đằng sau thì chúng ta vẫn có cửa sổ trời toàn cảnh này, có cổng cửa gió điều hòa cho hai hàng ghế sau đầy đủ. Rồi ở dưới phần phía dưới này chúng ta có phần điều khiển điều hòa, có ổ điện 230V, có đầy đủ kết nối sạc cho những cái chuyến di chuyển của chúng ta, không bao giờ sợ bị hết điện. Tiếp tới chúng ta sẽ tiến vào khoang lái của trên chiếc Everest Wildtrak này. Đây là cái cánh cửa lái này, quý vị trông thấy đây. Đấy, mọi cái chi tiết của nó đều là ghi xám chìm, trông nó rất là lì và nó bền, rất là thích. Đấy, chỉ màu cam này, bệ tí tay chỉ màu cam này. Đấy, đây là cánh cửa, đây là bên cánh cửa lái. Đấy, như thế này. Đây là ghế lái. Ghế lái của Everest Wildtrak thì được trang bị là ghế chỉnh điện này, có bơm hơi, bơm lưng này. Và đây là cái thiết kế của nó. Thì thiết kế của ghế lái của Everest thì không có quá nhiều điều để nói. Hai ghế thì đều được là thiết kế là ghế lái chỉnh điện. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn gửi đôi lời gửi tới Ford Việt Nam là nếu như mà chúng ta thiết kế, chúng ta nên thiết kế thêm cho những chiếc xe này cái nhớ ghế đi. Này, cho nó tiện, bởi vì bây giờ không phải là một người dùng xe nữa mà trên gia đình của chúng ta có đến 2 đến 3 người dùng xe, thì nếu như mà có nhiều ghế thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Giống như trên Explorer thôi, chúng ta có thể tăng giá lên, nhưng mà chúng ta thêm option cho khách hàng thì nó cũng sẽ ok hơn rất là nhiều. Đây là góp ý với Ford Việt Nam. Còn quý vị thấy sao về cái góp ý này, đúng không ạ? Quý vị có thích hơn nếu như chúng ta thêm một ít tiền mà chúng ta có thêm nhiều ghế thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Tua nhanh một vòng nội thất khoang lái của Everest Wildtrak quý vị nhé. Đoạn này hơi khó quay đấy. Quý vị đánh giá sao về cái phần nội thất của cái Everest Wildtrak này? Nó có tuyệt vời không? Khi mà nó được thiết kế này, nhìn nó rất là dễ nhìn, rất là đẹp, rất là bắt mắt, đúng không ạ? Khi mà các cái đường chỉ màu cam này pha với nền xám này, và có cả đèn led trong led ambient light ở trong xe nữa. Đấy, cả bên cánh cửa này, ở bên vị trí ghế người, ghế phụ này, ở phía bên lái xe này, đây này, những cái đoạn nhỏ nhỏ như này mà cũng thiết kế được. Ford cũng rất là tử tế. Đây, đấy, ở các cái vị trí này chúng ta đều có đèn led ambient ở trong xe. Đó là về cái thiết kế. Còn ở phần phía trên này thì chúng ta vẫn có thiết kế bằng nhựa thôi. Nó hơi kém sang, tôi đánh giá cái đoạn này nó hơi kém sang. Còn những cái thiết kế như là cửa gió điều hòa này thì nó rất là ok, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Với Everest Wildtrak thì được trang bị một cái màn hình 12.3 inch. Ở trên màn hình này chúng ta làm được rất là nhiều thứ. Chúng ta có camera 60 độ này, chúng ta có các cái tính năng, các cái chế độ để theo dõi xe, các cái tính năng off-road của xe. Đây, quý vị có thể trông thấy cái màn hình off-road của xe như thế này. Ngoài ra thì chúng ta có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Chúng ta có kết nối Ford Pass để điều khiển và kiểm soát xe từ xa thông qua điện thoại. Đây là trên cái màn hình của Everest Wildtrak. Thì với cái thiết kế này thì ở trên Everest thì cũng có từ rất lâu rồi. Tôi không giới thiệu lại nữa. Còn ở phần phía dưới này thì chúng ta có một cái thiết kế gọi là thiết kế cần số điện tử. Đấy, đây là cần số điện tử này, nó ngắn tí tí như này, cụt lủn như này. Đấy, thì thực tế ra với cái cần số này thì có người thích, có người không thích, nhưng mà về bản chất như tôi là tôi thích vì nó là hiện đại. Những cái gì hiện đại thì mình sẽ thích. Còn có rất là nhiều người mặc dù là thừa tiền mua nhưng người ta không thích cái cần số này vì trông nó không nam tính. Phía dưới tới nữa thì chúng ta sẽ có thêm cái sạc không dây ở đây, có ổ cắm điện ở đây. Buổi tối những cái vị trí này nó lên đèn led, nó trông nó rất là đẹp và rất là nhiều cảm xúc. Còn ở khu vực này chúng ta có phanh tay điện tử này, chúng ta có tính năng là kép song song và lùi chuồng tự động, tắt cân bằng điện tử, kích hoạt chế độ off-road, núm xoay gài cầu. Chiếc xe này chúng ta có 2H, 4H và 4L. Ngoài ra chúng ta có thêm 6 chế độ lái ở đây. Tới nữa, ở cái phần đồng hồ điều khiển trung tâm của Everest Wildtrak thì chúng ta có một cái đồng hồ 12.3 inch dạng điện tử và đồ họa vô cùng là đẹp. Đồ họa vô cùng là đẹp. Thực tế ra những chiếc xe mà tầm phải trên tầm 3 tỷ đổ lên thì nó mới có những cái đồ họa nó xịn và nó đẹp như thế này. Đây là tôi đang demo 6 cái chế độ lái ở trên xe này. Tôi vặn lùm xoay và nó sẽ có những cái đồ họa khiến cho chúng ta vô cùng là có cảm xúc khi mà chúng ta lái xe. Đó, ngoài ra thì còn rất là nhiều các cái tính năng mà được hiển thị đầy đủ ở trên này. Đấy, chúng ta có thể xem. Đấy. Thì cái này thì khi nào mà mua xe rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu, đây tôi giới thiệu qua. Về cơ bản nó sẽ là như thế này, nó đẹp và nó xịn như thế này. Còn đây là vô lăng của xe. Trên vô lăng của Everest Wildtrak thì với cái tông của Wildtrak này, vô lăng bọc da này, có khâu chỉ màu cam này, trên vô lăng thì đầy đủ các cái tính năng hỗ trợ lái xe như là ghép song song, như là ga tự động, giới hạn tốc độ, giữ khoảng cách, phanh khẩn cấp, phanh lái làn. Đấy là ở phía bên trái vô lăng. Còn phía bên phải thì chúng ta điều khiển media và điều khiển màn hình trung tâm. Đó, quý vị trong đấy ạ, thích chưa? Đấy, thì một chiếc xe như thế này nó mang lại rất là nhiều cảm xúc cho lái xe. Đấy là về giới thiệu cơ bản về những cái tính năng ở trên xe và giới thiệu về hình thức của chiếc xe Everest Wildtrak này. Về các cái tính năng an toàn thì được hỗ trợ 6 túi khí này, cân bằng điện tử, phanh ABS, phanh khẩn cấp, phanh hỗ trợ, giữ lệch làn, đó, cam 360 độ. Đó là những cái gì mà cơ bản ở trên chiếc Everest Wildtrak này. Qua một vài phút vừa rồi, tôi đã giới thiệu nhanh tới quý vị khán giả về chiếc xe Ford Everest Wildtrak màu vàng lắc. Và chiếc xe này thì đang có giá bán là 1.499 triệu đồng. Và tại thời điểm này thì chúng tôi cũng đang có những khuyến mại rất là lớn, rất là hấp dẫn cho chiếc xe này. Nếu như quý vị đang có nhu cầu tìm hiểu mua xe Everest hay bất kỳ phiên bản xe Ford nào tại đại lý Ford Thăng Long thì có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại tôi để trên màn hình video. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị lái thử xe cũng như là tư vấn thêm về các cái kỹ thuật và giá bán cho xe luôn luôn là tốt nhất. Video đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.